Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hải Đảo của tôi. Hôm nay tiếp tục cũng là một video về chủ đề biển đảo ghe thuyền. Thì lúc này một chiếc ghe thu mua cá của đảo Phú Quý này đang có tăng tốc khá là nhanh, tiễn ra các hàng ghe cào và ghe lưới của các tỉnh Vũng Tàu và Bình Định để mà thu mua cá các bạn. Lúc này thì trời đã trở gió nam. Như vậy là một mùa mất đã qua đi. Một chu kỳ thời tiết mới lại bắt đầu. Khi mùa nam thì biển mặt trước khu vực cảng biển đảo Phú Quý thì sóng khá là cao. Lúc này trong bến cảng đảo Phú Quý thì vẫn còn khá là nhiều ghe thuyền còn neo đậu. Thì theo tính chất gió mùa của đảo Phú Quý thì mà khi gió mùa nam thì tất cả các ghe thuyền sẽ di chuyển từ cảng biển mặt trước ra biển mặt sau qua các lạch bãi phụ để neo đậu. Phía trước mình là một chiếc ghe lưới của Quảng Ngãi này. Chiếc ghe này rất đặc biệt các bạn. Lần đầu tiên mình thấy trên đảo Phú Quý có mô hình ghe như thế này. Đây lúc này đây thì những chiếc ghe biển của đảo Phú Quý này cũng đang có tăng tốc khá là nhanh, tiến ra biển mặt sau. Thì đảo Phú Quý thì có hai mùa, đó là một mùa gió nam và một mùa gió bắc. Bắt đầu từ khoảng tháng 4 âm lịch đến khoảng tháng 7, tháng 8 là kết thúc một mùa gió nam. Và từ tháng 8 trở đi đến tháng 4 ngược lại thì là kết thúc mùa gió bắc các bạn. Ngoài cách cửa cảng khoảng 25m khu vực tàu dầu neo đậu thì cũng có thêm một chiếc ghe lưới của Quảng Ngãi này. Chiếc này cũng khá là giống với lại chiếc lúc neo trong cảng đó. Chiếc này thì mới bom dầu xong và đang có tăng tốc ra khơi các bạn. Kiểu ghe này khá là giống với ghe nốt của đảo Phú Quý các bạn. Mũi rất là nhọn luôn. Tuy nhiên ghe này thì hành nghề lưới. Ghe này thì mình thấy trên đảo Phú Quý hai chiếc các bạn. Lúc này có hai chiếc như thế này này. Rất đặc biệt luôn, mình nhìn thấy rất là ấn tượng các bạn. Mặc dù kiểu dáng khá là giống ghe nốt nhưng rất là khác về cái cabin. Thêm một chiếc ghe biển nữa cũng đang có tăng tốc tiến vào biển mặt sau này. Đây là những ghe biển làm mực đêm của đảo Phú Quý các bạn. Thì thời tiết mặc dù là khá là êm, gió chỉ là cấp 3, cấp 4. Nhưng về biển mặt trước thì sóng nó sẽ có chao đảo các bạn. Còn biển mặt sau thì biển rất là láng luôn. Đó là đặc tính gió mùa của đảo Phú Quý. Một chu kỳ thời tiết qua đi để kết thúc một năm mới. Lúc này đây thì chiếc ghe lưới của Quảng Ngãi này đang có tăng tốc khá là nhanh, tiến ra khơi này. Những hình ảnh rất là đẹp luôn, được quay tại đảo Phú Quý. Chiếc ghe đang có tăng tốc với tốc độ khá là nhanh các bạn, chạy với bọt nước trắng xóa luôn. Phía sau là những phi nước khá là nhiều. Lúc này đây thì cũng có những chiếc ghe lưới và ghe thu mua của Phú Yên các bạn. Phía trước mình là một chiếc ghe lưới khá là khủng đó. Chiếc này bề ngang cũng tầm khoảng hơn 6 mét các bạn. Chiều dài cũng tầm khoảng 24 đến 25 mét đó. Rất là to luôn.
Cặp kế bên chiếc ghi lưới là một chiếc ghi thu mua. Thì mình nhìn thấy ghi thu mua khá là nhỏ các bạn. Ghi ở Phú Yên khá là to. Lần đầu tiên mình thấy ghi lưới Phú Yên to như thế này này. Còn đây là một chiếc ghi lưới. Ghi này là ghi của Bình Định luôn. Chiếc này cũng khá là to các bạn. Chiếc này ở bề ngang cũng khoảng gần 6 mét đó. Khá là khủng luôn. Chiều dài cũng khoảng 23 đến 24 mét. Chiếc này thì đang neo ở bù số 3 của đảo Phú Quý đây. Những chiếc ghe lưới rất là khủng luôn của Bình Định. Mùa này thì ghe Bình Định khá là nhiều tại đảo Phú Quý các bạn. Đây neo cách phía lên khoảng 30 mét cũng có một cặp ghe lưới nữa. Đây là đàn ghe lưới mà theo như anh bố già thì đây là đàn ghe lưới của Nam Hùng các bạn. Những chiếc ghe lớn lưới này màu sơn rất là đặc trưng luôn, sơn màu xanh lục khá là đậm. Chiếc có niệm vô là 9202 khá là to các bạn. Chiếc này với lại là chiếc 06 thì khá là tương đương với nhau. Đây đều là những chiếc ghe Bình Định siêu khủng hiện đang có mặt tại đảo Phú Quý này. Neo phía xa khoảng 50 mét thì là những chiếc ghe cào của Kiên Giang này. Phía chính giữa là chiếc ghe thu mua của Ninh Thuận các bạn. Và cặp ở hai bên là ghe cào của Kiên Giang. Cũng đều là những chiếc ghe khá là khủng. Tại đảo Phú Quý lúc này thì khá là nhiều ghe của các tỉnh đang có mặt. Trong đó nhiều nhất vẫn là ghe lưới của Bình Định là chiếm đa số các bạn. Khi mùa Nam đến thì ghe lưới vây Bình Định sẽ còn ra đảo nhiều hơn nữa. Đây như phía lên này thì cũng có thêm khoảng 4 đến 5 chiếc cũng là ghe lưới của Bình Định luôn các bạn. Nhìn ghe lưới Bình Định màu sơn rất là đẹp luôn. Đây là một cặp ghe này, một chiếc lớn và một chiếc nhỏ. Vâng, có lẽ mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay thì đăng ký để ủng hộ mình để mình có động lực làm nhiều video thực tế tiếp theo cho bạn xem. Chúc các bạn có một ngày mới thành công và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.